Trong bản tin ngày 21 tháng 5 hôm nay, người Canada qua biên giới để tiêm vaccine phải qua cách ly khi trở về, Bộ Y tế Canada đã xác nhận. Canada sẽ rút ngắn khoảng cách 16 tuần giữa các liều vaccine COVID-19. Tỉnh Ontario công bố kế hoạch 3 bước mở cửa trở lại. Sân chơi golf, quần vợt và các môn thể thao ngoài trời khác sẽ mở cửa lại trên toàn tỉnh bắt đầu vào thứ Bảy này. Tỉnh Quebec tiêm vaccine cho thanh thiếu niên bắt đầu từ tuần này và sẽ mở rộng đến các trường học vào tháng 6. Thanh thiếu niên ở tỉnh BC từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm chủng tại các phòng khám cộng đồng. Nghiên cứu của Canada để xem xét ảnh hưởng của việc trộn vaccine COVID-19 được bắt đầu. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết nợ thế chấp mortgage nhà ngày càng gia tăng khiến nền kinh tế Canada dễ bị tổn thương. Cảnh báo lãi suất thế chấp mua nhà sẽ gia tăng. Cơ quan thống kê Canada nhắc nhở mọi người điền vào bảng điều tra dân số năm 2021. Năm nay, kế hoạch hưu trí Canada báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục trong năm tài chính, tài sản tăng gần nửa nghìn tỷ đồng. Một video ghi lại cảnh một người phụ nữ tỉnh Ontario sinh con trên đường cao tốc 407 đông đúc. Chương trình xe đạp điện tử mới nhằm giảm thiểu giao thông và ô nhiễm không khí ở Vancouver. Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu cho biết các vaccine COVID-19 hiện tại có khả năng chống lại các biến thể. Tàu chiến Hoa Kỳ đi qua khu vực tranh chấp ở Biển Đông bị Trung Quốc cáo buộc xâm nhập trái phép vào lãnh hải của nước này. Israel và Hamas đồng ý đình chiến ở Gaza, chấm dứt 11 ngày xung đột. Đài BBC bị chỉ trích về những cuộc phỏng vấn không minh bạch xoay quanh công nương Diana. Đồng Luni Canada đang bay bổng do nhu cầu hàng hóa gia tăng và lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Canada về lãi suất giúp thúc đẩy đồng Luni. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Rất cảm ơn quý vị cùng đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Hoàng Anh cũng mời quý vị ghé thăm trang mạng của tạp chí Culture để đọc thêm các bài viết khác tại culturemagazine.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết mở đầu với Tuấn Liêm. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Người Canada qua biên giới tiêm vaccine phải qua cách ly khi quay về. Những người Canada muốn lái xe qua biên giới Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là tiêm vaccine COVID-19 sẽ không được miễn cách ly khi họ quay về. Trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư, thì Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết việc miễn dịch hiện đang áp dụng không nhằm mục đích dành cho những người đi ra nước ngoài để chủng ngừa coronavirus. Người phát ngôn của Cơ quan Y tế Canada cho biết việc miễn xét nghiệm và cách ly đối với những du khách quay lại Canada sau khi nhận được các dịch vụ y tế thiết yếu ở nước ngoài, không dành cho những người đang tìm cách tiêm vaccine COVID-19. Tuyên bố này làm rõ các báo cáo hồi đầu tuần đã nói rằng vaccine có thể được coi là một dịch vụ y tế thiết yếu và người Canada qua biên giới có thể được miễn dịch 14 ngày khi họ trở về. Biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ đã đóng cửa do đại dịch đối với các chuyến du lịch không thiết yếu kể từ tháng 3 năm 2020. Những khách du lịch không thiết yếu nhập cảnh vào Canada qua biên giới đất liền cần cung cấp giấy chứng nhận về xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi đến. Hơn nữa, thời gian cách ly 14 ngày là bắt buộc. Canada trên đà rút ngắn khoảng cách 16 tuần giữa các liều vaccine COVID-19.
Theo Phó Giám đốc Y tế Công cộng, tiến sĩ Edward Nu, người Canada có thể nhận được liều thứ hai của vaccine COVID-19 sớm hơn dự kiến vì sẽ có thêm hàng triệu liều tiếp tục được phân phối trên khắp đất nước Canada. Nhận xét của tiến sĩ Nu là để trả lời cho câu hỏi về việc khi nào thì Canada sẽ có đủ vaccine để cung cấp liều vaccine thứ hai một cách nhanh chóng hơn, khi cả nước dự kiến sẽ nhận được thêm hàng triệu liều vaccine trong những tuần tới. Một số tỉnh hiện cũng đang bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai liều cho một số nhóm có nguy cơ. Manitoba bắt đầu cung cấp liều vaccine thứ hai vào ngày thứ sáu, cũng như mở rộng khả năng đủ điều kiện để tiêm vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên. Ontario trong tuần này đã rút ngắn khoảng cách giữa hai liều cho nhân viên y tế và một số nhóm nguy cơ cao. Trong khi Quebec cũng đã làm như vậy cho những người bị bệnh mãn tính và phản ứng miễn dịch kém với vaccine. Alberta và Saskatchewan cũng đã công bố kế hoạch chi tiết về liều vaccine thứ hai. Tuy nhiên, các quan chức ở tỉnh bang PC cho biết họ vẫn đang theo dõi nguồn vaccine trước khi ra quyết định. Ontario công bố kế hoạch 3 bước mở cửa trở lại. Sân chơi golf, quần vợt, các môn thể thao ngoài trời khác sẽ mở cửa trở lại trên toàn tỉnh vào thứ Bảy. Sân golf, tennis, bóng rổ và các môn thể thao ngoài trời khác sẽ mở cửa trở lại trên toàn tỉnh vào thứ Bảy, trong kế hoạch 3 bước cho phép các hoạt động trong nội thất và ngoài trời vào cuối mùa hè. Thủ hiến tỉnh bang Ontario, ông Doug Ford, đã công bố chi tiết vào hôm thứ Năm khi thấy tình hình dịch bệnh trong tỉnh Ontario tiếp tục được cải thiện. Theo kế hoạch mới, các hạn chế sẽ được nới lỏng dần dần vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 dựa trên tỷ lệ tiêm chủng và các chỉ số chăm sóc sức khỏe chính. Lệnh ở nhà hiện tại sẽ được duy trì cho đến ngày 2 tháng 6, ngoại trừ những thay đổi mới được công bố cho một số hoạt động ngoài trời. Ba giai đoạn của kế hoạch của tỉnh là: giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, tập trung ban đầu vào việc tiếp tục các hoạt động ngoài trời với những đám đông nhỏ, nơi có nguy cơ lây truyền thấp hơn. Các cuộc tụ họp ngoài trời lên đến 10 người được cho phép, ăn uống ngoài trời với tối đa 4 người trên một bàn và bán lẻ không thiết yếu với công suất 15%. Giai đoạn 2 là mở cửa hơn nữa các hoạt động ngoài trời và mở lại các dịch vụ ở trong nội thất với hạn chế số lượng người ít, bao gồm các tụ tập ở ngoài trời lên tới 25 người và các giải đấu và thể thao ngoài trời, các dịch vụ chăm sóc cá nhân cũng như các dịch vụ tôn giáo trong nội thất, các nghi thức hoặc buổi lễ với sức chứa 15%. Tất cả các cuộc tụ họp trong nội thất trong giai đoạn này sẽ yêu cầu đeo khẩu trang. Và khi bước sang giai đoạn 3, là sẽ mở rộng các hoạt động ở trong nội thất, với các hạn chế bao gồm những nơi có đông người và không phải lúc nào cũng có thể đeo khẩu trang. Nhóm này bao gồm các sinh hoạt thể thao ở trong nội thất và thể dục giải trí, ăn uống ở trong nhà, các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, các thư viện, sòng bạc và phòng chơi lô tô với giới hạn sức chứa. Chính phủ tỉnh Ontario cho biết họ sẽ duy trì bước 1 của kế hoạch trong ít nhất 21 ngày. Để đánh giá bất kỳ tác động nào đối với các chỉ số sức khỏe công cộng. Nếu đến 21 ngày, các ngưỡng tiêm chủng sau đây được đáp ứng cùng với xu hướng tích cực của các chỉ số hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng thì tỉnh sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bước 1 là khi 60% người lớn được tiêm một liều. Bước 2 là khi 70% người lớn được tiêm chủng một liều và 20% được tiêm chủng hai liều. Bước 3 là khi 70-80% người lớn được tiêm chủng một liều và 25% được tiêm chủng hai liều. Hiện tại, tỉnh cho biết có 58% người dân Ontario từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm chủng một liều. Ngoài ra, kể từ ngày 22 tháng 5, các hoạt động ngoài trời sau đây có thể mở cửa trở lại nếu tuân theo các tiêu chí an toàn bao gồm công viên giải trí, sân chơi tennis, bóng rổ, sân golf và đường chạy xe đạp, v.v. Cùng ngày, các quan chức với Ban Tư vấn Khoa học của Ontario đã trình bày dữ liệu mô hình COVID-19 mới nhất, cho thấy việc duy trì tiến độ tiêm chủng và một số biện pháp y tế công cộng cho đến giữa tháng 6 sẽ có thể giúp đảm bảo một mùa hè tốt đẹp. Ban Tư vấn Khoa học cũng cho biết việc mở cửa trở lại các trường học kể từ ngày 2 tháng 6 có thể dẫn tới số ca bệnh tăng từ 6 đến 12%, nhưng trong mức có thể quản lý được. Quebec tiêm vaccine cho thanh thiếu niên bắt đầu từ tuần này và sẽ mở rộng đến các trường học vào tháng 6. Thanh thiếu niên ở Quebec có thể nhận vaccine sớm nhất là vào ngày thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 tại các địa điểm drive-thru của gia đình ở Montreal và cũng sẽ có thể đặt lịch hẹn tại các phòng tiêm chủng vào tuần tới.
Trong 2 tuần của tháng 6, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 6, thì các chiến dịch tiêm chủng sẽ được tổ chức với các trường học. Các đội ngũ tiêm chủng có thể đến trường học để tiêm chủng cho học sinh. Ở một số những nơi khác thì người ta sẽ tổ chức các xe buýt đưa đón để đưa học sinh đến trung tâm tiêm chủng gần đó. Tỉnh Quebec cũng đang có mục tiêu tiêm lần thứ 2 cho nhóm 12 đến 17 tuổi vào khoảng thời gian các em đi học trở lại vào cuối tháng 8. Trẻ em dưới 14 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ. Phụ huynh sẽ được cung cấp tất cả các thông tin cần thiết và các mẫu đơn đồng ý trước các đợt tiêm chủng tại trường học. Tại Quebec có khoảng 530.000 người trong độ tuổi này, chiếm 6% dân số. Việc cung cấp vaccine cho thanh thiếu niên là một bước quan trọng trong việc khống chế đại dịch. Và nếu học sinh được chủng ngừa vào giữa tháng 6, tỉnh sẽ sẵn sàng cho liều thứ 2 vào tháng 8. Và điều đó có nghĩa là trường học sẽ mở cửa trở lại trong điều kiện gần như bình thường. Thanh niên ở tỉnh bang PC từ 12 đến 17 tuổi chủ yếu sẽ được tiêm chủng tại các phòng tiêm chủng cộng đồng hơn là ở trong trường học. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở tỉnh bang PC sẽ được tiêm chủng ngừa tại các phòng tiêm chủng cộng đồng trong toàn tỉnh, nhân viên y tế tỉnh tiến sĩ Bonnie Henry thông báo hôm thứ Năm. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi chiếm khoảng 310.000 người ở PC, có thể đăng ký thông qua cổng thông tin trực tuyến. Vaccine Pfizer-BioNTech gần đây đã được phê duyệt để sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi đó. Tiến sĩ Henry cho biết, tỉnh sẽ xem xét việc thành lập các phòng tiêm chuyên khoa được cho là thân thiện với thanh thiếu niên trên toàn tỉnh. Mặc dù hầu hết thanh niên sẽ nhận vaccine thông qua các phòng tiêm hiện có, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể giúp các em trong việc ghi danh. Tuy nhiên, tiến sĩ Henry cũng nói rằng ở một số cộng đồng nhỏ hơn, trường học có thể là nơi thuận tiện nhất để tiêm chủng cho trẻ em. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Hôm nay, Manitoba báo cáo có 603 ca nhiễm coronavirus mới. Đó là một con số kỷ lục trong một ngày và có thêm 3 ca tử vong. Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm của tỉnh là 13,8%, tăng so với những ngày trước đó là 13,5%. Tỷ lệ xét nghiệm cũng đã tăng lên là 15,3% ở Winnipeg. Thủ hiến Brian Pallister nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, tôi nghĩ chúng ta đang ở trong những ngày đen tối nhất. Cùng ngày, Giám đốc Y tế Cộng đồng tỉnh, tiến sĩ Brent Rusin đã thông báo rằng người dân Manitoba sẽ bị cấm tụ tập ngoài trời với những người từ bên ngoài hộ gia đình của họ và chỉ một người trong mỗi hộ gia đình được phép vào cơ sở kinh doanh tại một thời điểm nhất định. Rusin cho biết điều quan trọng là người dân Manitoba phải tuân theo lệnh y tế cộng đồng và chỉ rời khỏi nhà của họ vì những lý do cần thiết. Tính đến tối ngày 20 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 5.058 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức là 1.347.445 ca. Trong số đó thì có 59.833 ca là còn bệnh, 1.262.366 ca phục hồi và số ca tử vong là 25.111. Cho đến hôm nay đã có hơn 19,7 triệu mũi tiêm vaccine đã được tiêm trên khắp đất nước Canada, trong đó có gần 18,2 triệu người hay là 48% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều. Ontario báo cáo có 2.400 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 27 ca tử vong. Số ca nhập viện là 1.320 với 721 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tại Quebec, thì các quan chức y tế báo cáo có 662 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. 4 ca mới được báo cáo là ở Newfoundland và Labrador, New Brunswick báo cáo có 7 ca và Nova Scotia báo cáo có 65 ca. Tại các tỉnh Perry, Saskatchewan báo cáo có 146 ca mới, trong khi Alberta báo cáo 812 ca mới và 4 ca tử vong. Các bệnh viện đang điều trị cho 665 bệnh nhân, trong đó có 177 người cần đến giường ICU tại Alberta. Một số thay đổi trong quy định cách ly ở Alberta. Cho đến thứ Năm thì mọi người được yêu cầu cách ly trong 14 ngày khi họ tiếp xúc với một ca COVID-19. Kể từ bây giờ, những người đã được tiêm phòng đầy đủ trong ít nhất là 2 tuần sẽ không phải cách ly nếu họ tiếp xúc với một ca dương tính, miễn là họ không có bất kỳ triệu chứng nào. Thế nhưng nếu người đó gặp phải bất kỳ triệu chứng nào, ngay cả những triệu chứng nhỏ, thì họ sẽ được yêu cầu cách ly và làm xét nghiệm COVID-19. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, họ sẽ không phải bị yêu cầu cách ly thêm. Nếu là dương tính thì họ phải cách ly trong 10 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng.
những thay đổi tương tự đã được áp dụng cho những người đã tiêm phòng một liều vaccine. Đối với những người đó thì thời gian cách ly được giảm xuống 10 ngày đối với những người đã tiếp xúc gần, miễn là họ không phát triển các triệu chứng. Những người có kết quả xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7 hoặc sau đó có thể được xuất viện ngay sau khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Những người cho kết quả dương tính sẽ phải cách ly như thường lệ. Những thay đổi này không áp dụng cho những người trở về từ chuyến du lịch quốc tế. Những người đó phải tuân thủ thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của liên bang. Các quan chức y tế ở tỉnh British Columbia đã báo cáo là có 357 ca COVID-19 mới và 3 ca tử vong. Số ca nhập viện đứng ở mức là 331 ca và có 113 người đang được chăm sóc đặc biệt. Trên khắp miền Bắc, Nunavut báo cáo 2 ca mới. Nghiên cứu của Canada để xem xét ảnh hưởng của việc trộn vaccine COVID-19 được bắt đầu. Khi việc tiêm chủng COVID-19 ngày càng phổ biến trên toàn quốc, một nghiên cứu mới ở Canada hiện sẽ xem xét tính an toàn và hiệu quả của việc pha trộn và kết hợp các loại vaccine khác nhau. Khoảng 1.300 người lớn tham gia dự kiến sẽ được ghi danh vào các thử nghiệm lâm sàng ở tỉnh Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta và British Columbia để điều tra tác động của việc sử dụng hai loại vaccine COVID-19 khác nhau cho liều đầu tiên và liều thứ hai. Nghiên cứu đã được khởi động vào hôm thứ Năm và đang được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm miễn dịch COVID-19, gọi tắt là CITF, và nhóm tham khảo giám sát vaccine là VSRG, và mạng lưới nghiên cứu tiêm chủng của Canada, CIRN, và Đại học Dalhousie. Dữ liệu ban đầu từ các nghiên cứu ở châu Âu cho thấy việc trộn vaccine COVID-19 là an toàn và hiệu quả. Kết quả sơ bộ từ một nghiên cứu của Đại học Oxford được công bố vào ngày 12 tháng 5, cho thấy việc trộn vaccine Pfizer và AstraZeneca có thể làm tăng tác dụng phụ từ nhẹ đến trung bình. Nhưng những triệu chứng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, kéo dài không quá vài ngày và không có trường hợp nhập viện hoặc lo ngại gì về an toàn khác. Trong khi đó, thì một nghiên cứu của Tây Ban Nha được công bố hôm thứ Ba cho thấy sự hiện diện của các kháng thể trung hòa đã tăng gấp 7 lần sau khi những người đã tiêm mũi vaccine AstraZeneca là mũi đầu tiên, sau đó được tiêm liều Pfizer là mũi thứ hai, thì cho thấy sự hiện diện của các kháng thể trung hòa đã tăng nhiều hơn đáng kể so với hiệu quả nhân đôi được quan sát thấy sau khi tiêm cùng mũi AstraZeneca là mũi thứ hai. Cho đến nay thì không có hướng dẫn nào ở Canada hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới về việc trộn vaccine. Và trong bản tin về kinh tế Canada, Ngân hàng Trung ương cho biết nợ thế chấp ngày càng tăng khiến nền kinh tế Canada dễ bị tổn thương, cảnh báo lãi suất thế chấp mua nhà sẽ gia tăng. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết hôm thứ Năm rằng tình trạng nợ hộ gia đình cao và sự mất cân bằng trên thị trường nhà ở đã gia tăng trong năm ngoái, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc kinh tế. Các nhận xét này là bình luận rộng rãi nhất mà Ngân hàng Trung ương đưa ra về những rủi ro gây ra bởi thị trường nhà ở nóng lên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào đầu năm ngoái. Sự bùng nổ thị trường nhà ở của Canada và sự gia tăng tương ứng của các khoản nợ thế chấp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, nhưng cũng làm tăng rủi ro cho nền kinh tế và hệ thống tài chính trong trung hạn. Mặc dù nợ tiêu dùng đã giảm kể từ đầu năm 2020, nhưng nợ thế chấp lại gia tăng, với tổng số nợ hộ gia đình tăng mạnh kể từ giữa năm 2020. Tỷ lệ các khoản thế chấp mortgage mà mới cấp gần đây có tỷ lệ cho vay trên nguồn thu nhập là trên 450%, đã tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2020 và chiếm 22% tổng số các khoản thế chấp mới. Nếu giá nhà và thu nhập hộ gia đình giảm trong tương lai do một cú sốc đối với nền kinh tế, một số hộ gia đình có thể cần phải cắt giảm chi tiêu. Điều này sẽ làm chậm nền kinh tế và có thể gây căng thẳng cho hệ thống tài chính. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada là ông Tiff McClam cho biết giá nhà gia tăng gần đây là không bền vững và cảnh báo các hộ gia đình không nên gánh quá nhiều nợ thế chấp mortgage vì lãi suất cuối cùng sẽ gia tăng. Người đi vay và người cho vay cần hiểu rằng lãi suất không phải lúc nào cũng ở mức thấp lịch sử và người mua nhà sẽ không thể dựa vào giá trị gia tăng của ngôi nhà, thống đốc cho biết. Giá nhà ở nhiều thị trường ở Canada đã tăng 30% trong năm qua. Trong báo cáo của mình, thì Ngân hàng Trung ương có trụ sở tại Ottawa cho biết các lỗ hổng nợ đang gia tăng trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao, một phần là do hoạt động đầu cơ,
với người mua kỳ vọng giá sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này tạo ra động lực không bền vững. Cũng trong cùng ngày thứ Năm, Cơ quan Quản lý Ngân hàng của Canada đã chính thức hóa một đề xuất nhằm gây khó khăn hơn cho người mua nhà trong việc bảo đảm tài chính của họ. Theo các quy tắc mới, để đủ điều kiện thế chấp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, thì người mua nhà sẽ phải chứng minh rằng họ đủ khả năng chi trả mức lãi suất tối thiểu là 5,25%. Không cần biết giá lãi suất thật sự được người cho vay cung cấp có thể thấp hơn mức ấn định là 5,25%. Ngân hàng Canada cũng đã công bố một chỉ số về nhà ở mới mà đo lường động lực bùng nổ, cho thấy thành phố Toronto, Hamilton và Montreal đang trải qua các giai đoạn kỳ vọng ngoại suy, với Ottawa cũng đang ở gần ngưỡng đó. Điều này có nghĩa là ngày càng nhiều người Canada mua nhà với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, và vì vậy họ sẵn sàng trả giá cao hơn giá chào bán. Cùng ngày, thì Ngân hàng Trung ương cho biết sự biến động trong tài sản tiền điện tử là một vấn đề mới nổi đối với hệ thống tài chính của quốc gia. Ngân hàng Trung ương cũng báo động rủi ro liên quan đến stablecoin, là tiền điện tử được gắn với một tài sản ổn định hơn để giảm sự biến động. Nếu được sử dụng rộng rãi, chúng có khả năng phá vỡ cơ chế chính sách tiền tệ của ngân hàng. Trừ khi các stablecoin được hỗ trợ độc quyền bởi đô la Canada, việc sử dụng rộng rãi chúng có thể ngăn cản khả năng thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương với tư cách là người cho vay phương sách cuối cùng, ngân hàng cho biết. Cơ quan Thống kê Canada nhắc nhở mọi người điền vào bản điều tra dân số năm 2021. Cơ quan Thống kê Canada đang nhắc nhở mọi người điền vào đơn điều tra dân số năm nay để tránh bị nhân viên cơ quan ghé thăm nhà. Vào cuối tháng này, các điều tra viên sẽ bắt đầu gọi điện thoại tới các hộ gia đình chưa gửi bản câu hỏi hoàn chỉnh. Cơ quan cho biết sẽ cố gắng hết sức để tiếp cận người dân qua điện thoại trước khi điều tra viên bắt đầu đến gặp trực tiếp, nhắc nhở mọi người hoàn thành đơn và đề nghị giúp đỡ nếu cần. Không ai được vào trong nhà hoặc vào những nơi như khu nhà chăm sóc dài hạn vì nguy cơ sức khỏe. Cơ quan cho biết họ sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các thành viên trong gia đình bên ngoài khi họ có thể giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay thường xuyên. Cho đến nay thì hàng triệu hộ gia đình đã nộp đơn điều tra dân số năm 2021. Trong năm nay thì kế hoạch hưu trí Canada CPP đã báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục trong năm tài chính, tài sản đã tăng gần nửa nghìn tỷ đồng. Ủy ban chuyên trách về đầu tư kế hoạch hưu trí Canada, còn được gọi là Canada Pension Plan CPP, đã báo cáo mức lời kỷ lục từ các khoản đầu tư của mình trong năm tài chính của năm nay, khi tài sản ròng của họ đã tăng lên 497,2 tỷ đô la. Người quản lý đầu tư cho biết quỹ đã lời được 20,4% lãi ròng từ tất cả các chi phí, mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập cho năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Kết quả so với mức lợi nhuận 3,1% cho năm tài chính năm 2020 kết thúc với tài sản ròng là 407,3 tỷ đô la. Giám đốc điều hành CPP Investments là John Graham cho biết, quỹ hoạt động đặc biệt tốt trong năm tài chính 2021 vì nó đã tận dụng để cải thiện thị trường chứng khoán toàn cầu sau sự sụt giảm nghiêm trọng vào cuối năm tài chính 2020. Ông Graham cho biết, năm tài chính bị thúc đẩy bởi sự cực đoan, với thị trường đạt mức cao kỷ lục mới sau mức thấp đáng kể chỉ 12 tháng trước đó. CPP Investments cho biết tất cả 6 bộ phận của họ đều cho thấy hiệu quả hoạt động tích cực trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Nhưng một số khoản lãi đã bù đắp cho khoản lỗ do tỷ giá hối đoái sức mạnh của đồng đô la Canada so với đô la Mỹ. Theo những cải cách được áp dụng trong những năm gần đây, thì CPP Investments có tài khoản cơ sở trị giá là 490,9 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 3 và tài khoản phụ có trị giá 6,3 tỷ đô la. CPP Investments là một nhà quản lý quỹ độc lập cho kế hoạch hưu trí của Canada, bao gồm các nhân viên ở hầu hết các vùng của Canada ngoại trừ tỉnh Quebec. Tỉnh này có kế hoạch cấp tỉnh của riêng mình. Một video ghi lại cảnh một người phụ nữ Ontario sinh con trên đường cao tốc 407 đông đúc. Một vlogger người Ontario đang quay cảnh lái xe đến bệnh viện cùng vợ đang chuyển dạ, đã bất ngờ khi em bé sắp ra đời bên một con đường cao tốc đông đúc.
Troy và Erica Campbell đang sử dụng camera hành trình dashcam để ghi lại hành trình từ nhà của họ ở Whitby, Ontario đến bệnh viện gần nhất vào chiều thứ hai. Đoạn video bắt đầu với cảnh họ nói đùa về tên lót mà họ dự định đặt cho đứa con trong bụng trước khi bắt đầu đếm số phút giữa các cơn co thắt của Erica. Khi các cơn co thắt bắt đầu xảy ra cách nhau 3 phút rưỡi, cặp vợ chồng đã gọi cho hộ sinh từ xe của mình phấn khích báo rằng em bé sắp chào đời. Nhưng đột ngột Erica nói rằng cô ấy cần phải rặn sinh ngay bây giờ giữa những cơn đau thở gấp. Gia đình Campbell lúc đó đang lái xe trên Highway 407 ở Pickering và đang cách bệnh viện gần nhất là hơn 10 phút. Troy gọi lại cho nữ hộ sinh, người đã hướng dẫn anh tấp vào lề và gọi 911. Khi họ kết nối với nhân viên điều phối, Erica kêu lên, tôi đang sinh con trên 407. Khi xe dừng lại, Troy chạy vòng quanh bên vợ và yêu cầu người điều phối cho anh biết phải làm gì. Một thời gian ngắn sau, con gái của cặp vợ chồng được sinh ra. Xe cấp cứu đến ngay sau đó và gia đình được đưa đến bệnh viện, nơi Erica và em bé đã được kiểm tra và ổn định. Vào hôm thứ Năm, gia đình Campbell và con gái mới sinh của họ là bé Nova Mary đã trở về nhà an toàn cùng với hai đứa con khác mà có thể suy ngẫm về trải nghiệm cũng như tất cả sự chú ý mà video của họ đã nhận được kể từ khi họ đăng video lên YouTube và TikTok. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Troy nói. Bạn trải qua rất nhiều cảm xúc, sợ hãi, phấn khích, căng thẳng. Còn đối với Erica, khoảnh khắc đáng sợ nhất là ngay sau khi cô sinh con và chờ đợi để nghe con gái mình khóc. Chuyển sang thành phố Vancouver, chương trình xe đạp điện tử mới nhằm giảm thiểu giao thông và ô nhiễm không khí ở Vancouver. Một chương trình thử nghiệm mới nhằm thay thế xe tải bằng xe đạp điện trên chặng cuối cùng của tuyến đường giao hàng đang được thực hiện ở Vancouver. Thành phố Vancouver với nguồn vốn từ tỉnh đang thử nghiệm một dự án xe đạp điện chở hàng để giúp giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí. Chương trình sẽ sử dụng các trung tâm vi mô và các cơ sở mà xe tải có thể bỏ hàng để giao và sau đó được đưa lên xe đạp cho chặng cuối cùng của hành trình, thường kéo dài 1 đến 3 km. Quá trình thử nghiệm sẽ bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài trong 14 tháng, sau đó tính hiệu quả sẽ được xem xét. Chính phủ tỉnh đang hợp tác với thành phố trong chương trình thí điểm, cung cấp 200.000 đô la tài trợ. Các trung tâm vi mô đã được sử dụng trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Montreal, nơi cho phép hơn 5.000 lượt giao hàng mỗi ngày. Một nghiên cứu khả thi về các trung tâm vi mô cho thấy 48% người Canada, những người đặt hàng trực tuyến, sống trong một khu vực đô thị đông đúc. Ngoài việc giảm lượng khí thải, thì người ta hy vọng dự án sẽ giải quyết các vấn đề như đậu xe đôi và cải thiện an toàn đường bộ bằng cách có ít xe lớn hơn trong thành phố. Về lâu dài thì tỉnh hy vọng dự án sẽ tạo thêm không gian trên các tuyến đường để phân bổ lại không gian đi bộ, xe đạp và không gian công cộng. Tổ chức Y tế Thế giới châu Âu cho biết các vaccine COVID-19 hiện tại có khả năng chống lại các biến thể. Hôm thứ Năm, Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vaccine COVID-19 mà các nước châu Âu đang sử dụng dường như có khả năng bảo vệ khỏi các biến thể đang hoành hành và gây lo lắng cho người dân. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu, ông Hans Kluger, cho biết các cơ quan y tế nên tiếp tục cảnh giác với số lượng gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 trong khu vực gây ra bởi một biến thể xuất hiện ở Ấn Độ. Nhưng nhấn mạnh rằng các biện pháp tiêm chủng và ngăn chặn nhiễm khuẩn sẽ giúp phòng chống sự lây lan của nó. Tất cả các biến thể virus COVID-19 đã xuất hiện cho đến nay đều phản ứng với các loại vaccine hiện có đã được phê duyệt, ông Kluger nói trong một cuộc họp báo. Các quốc gia trên khắp châu Âu đang tung ra các vaccine từ một số nhà sản xuất, bao gồm từ Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Ông Kluger cho biết tiếp, kể từ khi biến thể liên quan mới nhất được gọi là B.1.617 được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ, nó đã lan rộng đến ít nhất là 26 quốc gia trong số 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu của WHO. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về biến thể mới, nhưng nó có thể lan truyền nhanh chóng, ông nói. Vì lý thuyết, nó có thể lan truyền đủ nhanh để thay thế một biến thể khác được gọi là B.1.1.7 được xuất hiện lần đầu tiên ở Anh vào cuối năm ngoái và kể từ đó đã trở thành phiên bản thống trị của virus ở châu Âu.
Sau đây là một số cập nhật khác về tình hình COVID trên thế giới. Tính đến thứ Năm, có hơn 165 triệu ca nhiễm COVID-19 mới đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu được báo cáo là hơn 3,4 triệu người. Ở châu Âu, Tây Ban Nha sẽ cho phép những người dưới 60 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên được tiêm liều thứ hai bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer. Ủy viên Liên minh châu Âu về sức khỏe cho biết bà đang hướng tới mùa hè với sự lạc quan khi các đợt tiêm chủng COVID-19 trong khối đã tăng nhanh. Cũng vào hôm thứ Năm, EU đã đạt được một thỏa thuận về chứng chỉ COVID-19 được thiết kế để mở rộng du lịch trên toàn khối 27 quốc gia vào mùa hè này, khi việc tiêm chủng nhanh chóng cho phép nới lỏng các hạn chế về coronavirus. Tại châu Phi, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang kêu gọi tăng cường cung cấp vaccine cho châu Phi, bày tỏ lo ngại rằng châu lục này mới chỉ nhận được khoảng 2% tổng số vaccine được sử dụng trên toàn cầu. Cộng hòa Trung Phi, một trong những quốc gia cuối cùng trên thế giới nhận vaccine COVID-19, đã khởi động chiến dịch tiêm chủng hôm thứ Năm. Chính phủ đã nhận được 80.000 liều vaccine AstraZeneca từ COVAX và bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có bệnh mãn tính. Ai Cập sẽ mở rộng các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, bao gồm cả việc đóng cửa các cửa hàng sớm hơn cho đến cuối tháng 5. Tại châu Mỹ, Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết ông đã nói chuyện với hãng sản xuất Moderna về việc mua vaccine. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các quan chức Philippines đã được lệnh không tiết lộ trước nhãn hiệu vaccine COVID-19 sẽ được sử dụng tại các điểm tiêm chủng sau khi những nơi tiêm Pfizer đã thu hút đám đông lớn, vì điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy công chúng ưa chuộng vaccine của phương Tây hơn. Theo báo cáo hôm thứ Năm, thì đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại Đài Loan, với 63 ca mới không có mối liên hệ rõ ràng với các ca hiện có. Đài Loan đã nâng mức cảnh giác cao trong tuần này, cấm tụ tập ở trong nhà hơn 5 người và tụ tập ngoài trời trên 10 người. Các trường học đóng cửa trong 2 tuần và nhiều người đang phải chuyển sang làm việc tại nhà. Tàu chiến của Hoa Kỳ đi ngang qua khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bị Trung Quốc cáo buộc là xâm nhập trái phép vào lãnh hải của nước này. Hôm thứ Năm, Trung Quốc cho biết một tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi vào lãnh hải của họ ở Biển Đông một cách bất hợp pháp và bị trục xuất. Hoa Kỳ đã phủ nhận điều này trong những tuyên bố mới nhất về vấn đề chủ quyền của Bắc Kinh ở khu vực biển đầy bận rộn này. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy quân đội của Trung Quốc cho biết tàu USS Curtis Wilbur đã đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa mà không được phép của Trung Quốc và đồng thời cho biết thêm rằng các tàu và máy bay của họ đã đi theo sau. Trung Quốc tuyên bố rằng hành động của Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại sự hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ đã cho biết con tàu đang tuân theo và đồng thời thể hiện các quyền và tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố là có chủ quyền. Washington cũng cho biết rằng những bình luận của quân đội Trung Quốc là sai sự thật. Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nhấn trong mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, khi Washington bác bỏ điều mà họ gọi là yêu sách lãnh thổ trái pháp luật của Bắc Kinh ở vùng biển giàu tài nguyên này. Các tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi qua vùng Biển Đông với tần suất ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, nhằm thể hiện sức mạnh chống lại các tuyên bố chủ quyền đơn phương từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba, tàu USS Curtis Wilbur đã đi qua eo biển Đài Loan, khiến cho Trung Quốc là quốc gia luôn tuyên bố Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, vô cùng tức giận. Israel và Hamas đồng ý đình chiến ở dải Gaza, chấm dứt 11 ngày xung đột. Hoa Kỳ cho biết Israel và Hamas sẽ ngừng bắn qua biên giới dải Gaza kể từ thứ Sáu, khiến cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm có khả năng tạm dừng. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nội các an ninh của ông đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn chung và vô điều kiện ở Gaza do Ai Cập đề xuất, nhưng nói thêm rằng thời gian thực hiện vẫn chưa được thống nhất. Hamas và Ai Cập cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm. Sau 11 ngày xảy ra xung đột giữa Israel và Palestine, Tổng thống Ai Cập là Abdel Fattah el-Sisi đã ra lệnh cho hai phái đoàn an ninh tới Israel và lãnh thổ Palestine để nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn, đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin.
Kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 10 tháng 5, các quan chức y tế ở Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Israel thì cho biết họ đã giết ít nhất 160 chiến binh ở Gaza. Đài BBC bị chỉ trích về những cuộc phỏng vấn không minh bạch xoay quanh công nương Diana. Một cuộc điều tra đã cho thấy đài BBC không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về tính chính trực và minh bạch trong cuộc phỏng vấn vào năm 1995 của Martin Bashir với công nương Diana. Phóng viên Bashir đã hành động một cách gian dối và làm giả tài liệu để có được cuộc phỏng vấn, cuộc điều tra cho biết. Cụ thể là Bashir đã làm giả tờ sao kê ngân hàng Bank Statements để lừa dối anh trai của công nương để có được sự tin tưởng cơ hội phỏng vấn này, theo Lord Dyson, một thẩm phán đã nghỉ hưu, người dẫn đầu cuộc điều tra cho biết. Hơn nữa, cuộc thẩm tra nội bộ của BBC vào năm 1996 về sự việc này cũng được cho là không mang lại tác dụng thiết thực, báo cáo điều tra cũng cho biết thêm. BBC và Bashir đều đã xin lỗi và BBC đã viết thư cho hoàng tử William và Harry. Hãng thông tấn cho biết báo cáo này đã chỉ ra những thất bại rõ ràng, thừa nhận rằng đáng lẽ họ phải nỗ lực nhiều hơn để tìm ra tận cùng sự thật của những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Sau khi gửi thư xin lỗi cho các hoàng tử con trai của công nương Diana, BBC cũng đã viết lời tới Thái tử Charles và Earl Spencer là anh trai của công nương Diana. Đài BBC cũng trả lại tất cả các giải thưởng mà cuộc phỏng vấn đã nhận được, bao gồm cả giải BAFTA truyền hình giành được vào năm 1996. Cuộc phỏng vấn của công nương Diana với Bashir cho Panorama là một tin sốt dẻo đối với BBC. Trong đó thì công nương đã có một chia sẻ đầy tai tiếng. Có ba người trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Đồng Loonie đang bay bổng do nhu cầu hàng hóa gia tăng và lập trường dịu hâu của Ngân hàng Trung ương Canada về lãi suất giúp thúc đẩy đồng Loonie. Theo các nhà phân tích, thì nhu cầu hàng hóa tăng cao và lập trường tương đối dịu hâu của Ngân hàng Trung ương Canada đang giúp đẩy đồng tiền lên mức chưa từng thấy trong nhiều năm, theo các nhà phân tích. Đồng đô la Canada đã được giao dịch trên 83 cent Mỹ trong những ngày gần đây, là mức cao nhất kể từ năm 2015. Không chỉ có dầu đã thúc đẩy sự gia tăng, mà các nguyên liệu thô và kim loại cơ bản, các mặt hàng tài nguyên thiên nhiên xuất khẩu của Canada đang giúp nâng đồng đô la Canada. Kết hợp với các yếu tố như chiến dịch vaccine ở Canada đang bắt kịp với các quốc gia khác, sự tăng trưởng trong nền kinh tế Canada và nhu cầu gia tăng đối với hàng xuất khẩu của Canada từ nền kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn. Vào cuối ngày giao dịch thứ Năm ngày 21 tháng 5, đồng đô la Canada bằng 0,8285 đô la Mỹ và bằng 0,6782 đồng Euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 19.160 đồng Việt Nam theo Axie.com vào tối thứ Năm. Giá dầu Brent giảm còn 65,11 đô la Mỹ một thùng, tức là giảm 1 đồng 55. Giá dầu WTI giảm còn 62,05 đô la Mỹ một thùng, tức là giảm 2 đồng 07 cent. Giá vàng giao ngay là đứng ở mức 1.875,57 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada sáng ngày 21 tháng 5 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an, hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-9999.
1-800-634-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.